Thank you.
Thank you.
Thank you.
bây giờ bỏ lại cho cũ được rồi đó. Đây cũng nhiều lần đi cúp đến đây là để quay phim thôi, đến đây chính là quay phim thôi, chỗ đó là đi hết rồi, đi hết rồi thôi, mà đi trở lại để quay những cảnh đẹp thôi, cũng như là cái gọi cái nhộng nhịp gì nè, ai cũng thích cái cảnh nhộng nhịp, nấu ra ăn chợ đêm gì. Bỏ em bước đây rồi, đi vô chợ rồi.